Mình thân ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con. Ca là phải cười, cười đó là cười lên à. Có hát nên là cười liền ha. Hát cho chủ nhân nghe coi. Hát bài gì nè? Hả? Lâu lắm rồi em chưa nghe anh Phương hát. Anh Phương thể nào tặng cho khán giả cái khúc của anh Phương. Hồi trước giờ em chưa thấy anh hát luôn anh Phương. Hồi trước giờ em chưa thấy anh hát luôn á. Đúng chỗ đi còn ngủ rồi đó. Ủa, mới ăn xong luôn á. Nói bụng quá, nó làm lẹ đó. Thấy chị bùm bùm rồi nha, ăn dụng nha. Hồi sáng nó giao cho ai vậy chị? Hả? Giao cho ai nhiều quá trời luôn. Chị Trâm hả? Ai Trâm mua bao nhiêu phần? Có một em bé. Em gái bên nước ngoài. À. 20 phần. 20 phần. Wow. Đây là cái nhà 20 phần à, một chị gái ở bên ngoài nước ngoài nè, cho chị Bích Trâm tặng giùm nè cả nhà. Ồ, một bịch như vậy là mấy phần chị? 4 phần hả? Bịch như vậy là 4 phần hả? À, đây bên đây 3 bịch, bên đây 2 bịch. Trời ơi, sáng sớm làm cục xương chà bá luôn. Trời ơi, tinh tí nước lèo hả? Đây nè còn nè chị. Bỏ đường quá nó thùng. Nó nghe nè, bỏ đường quá nó thùng. Mẹ lấy thêm đường cái nào? 11 giờ mấy đó. Ăn chung hả? Nơi đó. Bên đây xương, bên đây thịt hả? Ờ đây cả nhà. Đã vậy trời. À, chị Trâm chuẩn bị đến nha cả nhà. Cái hũ ướt gì ướt cơ quan. Quá là bất ngờ luôn. Họ nhân làm cục. Thơm lắm luôn á. Thơm. Đó là gà kho hả? Ngon lắm. Ở dầu thiện là chuyên gia cái này luôn nha, mà bữa nay nó qua trễ á. Hàng chi mập quá trời. Trời đất ơi. Anh ăn mà nữa. Đây hai chị em ở nhà. Dạ mình ăn xíu quách. Ngày mai nấu xíu quách nhiều xíu nha chị. Ăn hay nút không? Kỳ quá. Ăn mà hay nút. Ủa. Cái này phải nút chứ. Ờ cái này gân đúng không? Tùy đồ á, nút nó béo. Hai chị em làm tắm anh. Trời ơi, em Phương thấy chết luôn á chị. Em quay sao mà chén đựng cái vò được không? Hả? Quay sao mà chén đựng cái vò. Trời ơi. Bóp cái chén này được không? Thấy em bóp eo được người ta dữ lắm á. Em bóp sao mà chị ốm như ôm trên mạng luôn. Không ốm thì quay giờ xài xíu. Mà em phải làm sao cho cái chén xuống rồi. Bóp cái chén. Không, cái này là tự nhiên của chị á. Cái tự nhiên của chị á. Đúng rồi. Nói chứ nhìn biết bụng đúng không? Đúng rồi. Không có cái này sẽ biết bụng. Cái này bên kia nó kêu cái con chén giòn, em thấy dễ thương lắm mọi người. Trời ơi, dễ thương quá à. Em yêu tất cả những gì trên cơ thể của em mọi người. Ba mẹ sinh ra có như thế nào là em tự hào đó mọi người. Cứ nói em chén giòn thoải mái đi. Trời ơi, ngày xưa hả thầy cô nhìn cái chén thầy cô thương lắm á. Nhìn cái chén này cho là lớp trưởng luôn. Cho lớp trưởng luôn hả? Hồi xưa là lớp trưởng, lớp có học tập rồi không đó. Nhìn cái chén này cho là lớp trưởng luôn, không cần coi học coi sự liên lạc luôn á. Ủa xíu quách này thường mình nấu mấy tô cô? Xíu quách thường mình làm được mấy tô? Sáng nay không? Đi ăn. Anh giao lưu được, tôi giao lưu. Ăn cho mấy không? Em mới lúc rồi. Có số về. Dẹo chơi nha cả nhà. Ấm luôn. Đây là giả hủ tiếu của chị Bùm Bùm cả nhà. Hủ
hủ tiếu bò viên bùm bùm, à, hủ tiếu mì bò kho bò viên ha. Hủ tiếu bò viên 55k, hộp cẩm 5, hộp cẩm cũng 55 luôn, súp thì 40. Mà phải nói là tô súp rất là chất lượng nha cả nhà, nước sâm 15, à, nước suối Coca Citin đó. Đây chính là bà chủ của quán hủ tiếu này cả nhà, đây cái bên là ông chủ. Ờ, chị ơi, có nhiều khán giả hỏi là chị có tạo một cái show mini riêng cho mình ở quán Anh Huy Lê Bồ Show đi. Ôi, gì rồi, thôi em nó phải ca sĩ rồi mọi người. Trời ơi, em chỉ làm một cô bé bán hủ tiếu thôi. Không, mà cô bé bán hủ tiếu mà mở lên show là hay lắm luôn á. Cái gì cũng phải chỉnh chu á mọi người. Bây giờ không biết ai sao chứ em á, mỗi lần mà em muốn làm gì là em phải rèn luyện, em phải chỉnh chu em mới làm được. Chứ mà tự nhiên em đâu phải biết, có biết ca hát chuyên nghiệp đâu, mở cái show kiện chết thôi. Không, mà cái chất giọng của chị nó ngọt. Hay. Hát thì hát vui, hát gấp vui thôi chứ mà. Thôi, do gì à, Nhân ơi, chào chị Hoàng. Để mốt, em tập hát đi. Rồi em mở live show hai chị em mình kiếm con cái ruộng nào đó. Không, mở đi hát, là hát. Mốt, mà mở live show đây luôn ha. Không, em mới mua cái lo rồi, 800 mấy đó. Ở cái lo của chị em mình qua mở live show. Ô, tắt kéo qua đây mà hát nè, đó, vui vẻ. Mày có thuộc bài đâu. Em mà hát lên nó chạy hết luôn. Ai có lấy vậy? Tần lễ tao chứ lần đi chị, mình mở live show ở đây đi. Sân nhà mà. Đúng rồi. Hay đó chị. Thằng này mình chơi cái đó đi chị. Ở đây hát nhỏ nhỏ được nè. Kêu chị lo gì mới chầm tới hát. Chắc bữa đó phải nấu hai nồi nước lèo. Này. Trời, em có một cục à con. Ủa anh thấy em có một tô à. Anh em một cục. Em tô ba cục. Anh chỉ quay em một tô và em xí quách thôi. Chả nói vậy. Không có quay ngoài lúc em ăn thôi, em chia cho. Em thấy cái mỏ giải lòng phòng nước miếng nè, lấy miếng khăn giấy nè. Đây 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 đây. Nè. Cái áo chùi rồi. Nè. Ngày mai anh đeo cái khăn giống như bé Bill rồi đó. Đó, chạy cái miếng đi. Kéo lên là mới tới biết cái gì chứ chị chạy là chị. Mới tới từ sáng sớm đến giờ thì đó. Chạy là có cầu giúp em nha chị. Nghe nói là chị chuẩn bị đi show. Đổ nữa rồi đó, quậy nữa rồi đó. Show hủ tiếu á. Không, bán hủ tiếu mặt mặt đây nè. Bán hủ tiếu thôi. Chị bơm được cả nhà. Bé bán hủ tiếu thôi nha. Mọi người hãy gọi em là con nhỏ bán hủ tiếu thì em nói vậy. Con bông bò viên cũng được, con bông bò viên cũng được. Trời em cũng rất là thích nữa mọi người. Bây giờ gọi con bông bán là bù bù thôi. Áo là bù bù nè. Là bù bù hay là bù bù. Ủa này nè, đây nè, đây nè. Trời ơi đó. Lu xu bù, lu lu xu bù. Họ chỉ có con là bù bù. Đó. Có con mới nữa, con baby kia gì á. Con cũng là một con cũng là con mèo mèo không mèo mèo đang đưa lên trên cái bút quá con gì chưa hết baby tree con gì rồi vậy baby tree dịch cái tiếng Việt là con mèo tây xanh si rồi hết thôi hết rồi hết 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 mua một con trên mạng bây giờ 1 triệu mấy 2 triệu mình mắc nhất là 10 triệu giống cái con này là cái con đúng rồi đúng rồi 1 triệu mấy luôn thấy ghê không nó cũng giống y chang con của em nó đâu khác gì đâu ha mấy cái con mà mấy trăm với 1 triệu y chang y chang nhau vậy ôi nhưng mà bé Bùn nó biết nha ừ biết luôn nó biết thằng tây với là nó biết là hàng giả hay hàng thiệt luôn nha mấy cái mua nó biết hết á nó biết chưa biết rồi chưa biết đâu Bùn này đó ai chắc Con chị là em nói là em bán cho tất cả các khách hàng khắp nơi trên thế giới luôn. Khắp nơi luôn. Hả? Hủ tiếu mà chị. Đó là em bán cho mọi khách hàng ở khắp mọi nơi tới thành phố nước ngoài ta đặt của em. Hủ tiếu mà cũng bán khắp thế giới luôn hả? Thôi rồi. Mọi người có nhu cầu
Mỹ đó. Chị Thu nó bông em tìm cách nào mà ship ở bên Mỹ, chị ăn đi về không biết ship nào đâu, đâu có cách nào ship đi được. Thịt mà đâu có ship được. Cái này nó mới cho bên thì mới bay được luôn ta. Thịt là đi không được. Thịt đi đâu được. Cái này đi không được. Khô bò anh đi cũng được. Khô bò sấy mà anh đi cũng được. Em cũng đi không được nữa. Em còn đi không được nữa. Chưa có gì xin. Hồ Duyên cũng đi không được. Nói chị là như là biết con đó, đó hả anh? Đúng rồi. Nó cũng dễ thương. Vậy là một con gấu ăn nhiều. Chị ơi chị. Mà chỉ còn con gấu ăn còn ngã. Mày dễ thương ha. Chị Bơm ơi. Le le như có bầu rồi vậy. Chị trời. Tự nhiên nói cái hết. Chị trời. Như heo. Đường Phan Đăng Lưu, số điện thoại 07072. Ở nhà chỗ ăn hủ tiếu này là cái nhà của chị được. Dạ không. Dạ. Dạ của chị. Được. Bây giờ anh có biết vậy là nhà thôi. Dự kiến em có thêm vài căn nữa không? Để mở rộng chi nhánh ra được thôi. Bông 1, bông 2. Ước mơ của em là em ước mơ của em là lần đầu tiên mà không phải là mở rộng thêm, tại mở rộng còn xa đó, em chỉ muốn trường ra ngoài chút xíu. Ra mặt tiền. Không mặt tiền thì em phục sẹt thôi cho dễ, thôi cho khách chuyển ai đến. Ở vậy là chị ra ngoài bụi tre đó không? Ừ, em muốn ngon là bụi tre. Đầu tiên là mình phải trường ra tới bụi tre cái đi. Thay vì quẹo hai cái thì mình quẹo một cái là tới rồi đó, ước mơ của em vậy thôi. Trường ra tới bụi tre xong rồi tới trường tới ngã tư nha. Đúng rồi, trường ra tới bụi tre, trường ra tới bụi tre. Mình là trường ra đường lớn. Trường ra tới bụi tre trước cái đã. Có thể là qua Tết đi em trường ra ngoài một chút. Đó, rồi qua năm sau nó trường ra ngoài một chút. Đó, mình phải đi từng bước một mà chắc mấy anh chị ơi không có được phóng cái là bắt đầu té. Em có một phương hướng quay này chúng ta tắt như vậy nè. Hết rồi anh. Rồi là hết rồi đó hả? Dạ. Đúng rồi. Rồi. Ăn qua ăn. Ma ma lại ăn cho tại. Chưa ăn nữa luôn mà hết rồi. Má ăn bình đan quá thấy không? Dạ thôi. Sáng bình thư. Còn không mấy anh dặn khô cũng không. Còn bao nhiêu là hết nước lèo. À hết nước lèo. Hết nước lèo. Hết nước lèo còn nước sâm chị. Còn nước sâm. À còn nước sâm. Dạ ăn nước sâm với lại hủ tiếu. Ăn nước sâm với hủ tiếu. Mì quá. Em bị liệu mà mấy anh chị bên ngoài em bị liệu đó mọi người. Dạ, dạ. Rồi cô chú anh chị mình nhớ nha, mở cửa từ 6 giờ sáng. 6 giờ sáng là bắt đầu bán. Bắt đầu bán cho tới hết luôn. Dạ đúng rồi. Cô chú anh chị mình cứ ghé đi, chừng nào tới mình còn mình ăn hết thôi. Bữa sau mình ăn. Chứ đâu có biết ngày nào mấy giờ hết đâu. Nếu mình cảm thấy mình tới mình hát cô chú mình mua bờ viên. Dạ, không mấy cứ đến đi, không mấy là cứ gọi điện trước đi cho em đến. Chứ phải ngày nào em cũng bán đắt gì đâu mọi người. Có cũng có ngày chậm nha, cũng có ngày bán chậm, có ngày bán hết sớm. Chậm nhất là mấy giờ chị? Chậm nhất là 1 giờ. 1 giờ luôn? Tầm đó thì em dọn đó, nếu còn thì em còn thì cũng dọn. Tại vì lúc đó là nước này nó sắc xuống rồi, nó không có còn con như lúc đầu phải dọn. Là bánh hủ tiếu mình bơm là cái bữa cơm thì đặc sản là đậu tương sống, và cái bữa bánh nước lèo là từ xương đó chị, xương không có rồi bánh không được xương, nó xương bò nha cả nhà hầm từ xương. Trời ơi, tâm huyết của em á, em tự tin đến mọi người, cô chú chị em không phải ăn bán là để cả nhà yêu thương ủng hộ một ngày hai ngày gõ đi đâu, ăn là phải ăn nữa, ngon rồi quay lại ủng hộ nữa, đó tâm huyết của em là như vậy nha. Dạ. Chú chị ủng hộ. Ngoài hủ tiếu bò viên là chị có tìm một cái món nào khác ở trong tương lai giống như là bánh canh hay là cái gì đó, không, là bánh xèo không, em là cái nào là em trung thành cái bánh xèo. Ăn nóng lắm mọi người. Nóng lắm là chị một món là gọi là bánh xô lơ quá. Cái này ăn mỗi ngày được nha. Có cái gì mình ăn mỗi ngày. Chị nấu bánh xèo. Bà con với nhau bánh xèo với bánh xèo với bánh khọt là bà con với nhau. Không, ý là mình có một cái món nào nữa hay không? Hủ tiếu gõ. Không, hủ tiếu này, hủ tiếu gõ gì? Ta phải nâng cấp lên. Không, cái này cũng như là hủ tiếu gõ đó. Gia đình em có một món tâm huyết nữa, có một món gia truyền nữa, nhưng mà tại vì... Không. Bánh căn. Bánh căn. Bánh căn. Bánh căn. Bánh căn ăn với nước cá đó, chị ăn chưa? Căn nhà, căn nhà. Gia đình bánh căn.
Bánh căn là thường thường bánh căn bánh hộp bánh căn là màu trắng, bánh hộp nó vàng, còn bánh căn nó trắng. Chị ơi, có trứng cút không? Đúng rồi, trứng cút, trứng gà, trứng rồi tôm với mật thỏ lên trên. Đó là miền Trung á, là thường thường người ta hay ăn với nước mắm ngọt mà. À, ăn với nước mắm nêm, còn ở quê em là ăn với nước cá nục. Nước cá nục. 46 thì em có làm đi. Em có làm thử đi. Đó, em làm cái bèo đó. Bánh đó xong rồi em làm ba món chấm mì chung với mắm nêm. Rồi mắm chung ở Sài Gòn. Cái đó ngồi đổ. Dạ cái bánh căn. Cái bánh căn đó là để cục bột trên đầu con cầm dao gọt rớt xuống không? Thấy bên Trung Quốc có chơi cái bánh căn là bánh đó không? Hay có cục bột để nè, cái này nó hái nhau cọt rớt vô trong cái nồi á. Thiệt luôn á. Hơi hai tay quẹt chơi tớp quá 180 phút một ngày. Cả nhà mình nhớ đi chơi nha cả nhà. Đọc lại số điện thoại đi chị bấm. 0707795822. 181 sạc 43 sạc 4 phai năng lô phục vụ có nhận. Bao nhiêu ký? 190 ngàn một ký. Trời ơi, sướng quá ha. Nằm sướng 355k một ký mấy chị ơi. Còn gì nói hết là miền. Anh muốn hỏi luôn nha cô chú, chị biết mua ăn giặt chứ tôi mù thì bên sẽ ăn giàu đây. Như Bùm Bùm bán trên Facebook là bán những mặt hàng gì giới thiệu cô chú? Dạ, quần áo, hàng sách tay, nước hoa, các thứ đó. Cô chú chị thường còn có sách bằng cái tay ha? Không, sách bằng chân. Sách tay là sách bằng chân. Cho vừa lòng anh, cho vừa lòng anh. Cảm ơn chị Bùm nha. Rồi bây giờ em đi qua bên số 5 đây. Rồi đi qua số 5 mình, đi qua số 5 này cả nhà ơi. Cùng nhau biến